hai thanh thiếu niên chuyên đột nhập, trộm cắp tại các cơ sở thờ tự. Để kiếm tiền chi tiêu cá nhân, Cao Văn Nam và Phạm Văn Dương đã nhiều lần trộm cắp tài sản là tiền ở các nhà thờ trên địa bàn nhiều huyện ở tỉnh Nam Định. Ngày 20 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Cao Văn Nam, sinh năm 2005, trú tại xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và Phạm Văn Dương, sinh năm 2005, trú tại thị trấn Dạng Đông, cùng huyện Nghĩa Hưng để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, trong các ngày 26 và ngày 30 tháng 3, Công an huyện Nam Trực liên tiếp nhận tin báo về việc nhà thờ giáo xứ Trang Hậu ở thôn 5, xã Nam Hải, nhà thờ giáo xứ Ngoại Đông và nhà thờ giáo họ Hùng Mỹ cùng ở thôn Ngoại Đê, xã Nam Thái bị kẻ gian đột nhập lấy đi tài sản là tiền trong các hòm công đức. Tổng số tiền bị mất khoảng 19 triệu đồng. Nhanh chóng xác minh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra KH Nam Trực làm rõ hai đối tượng trộm cắp là Cao Văn Nam và Phạm Văn Dương. Khám xét nơi ở, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tang vật gồm tiền mặt và công cụ gây án. Qua đấu tranh khai thác mở rộng, hai đối tượng đã khai nhận còn thực hiện thêm 4 vụ trộm cắp tài sản công đức tại các nhà thờ trên địa bàn xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra KH Nam Trực đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.